Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với trình tự tối thứ sáu. Thì hôm nay em sẽ làm một cái lại xem topic rồi là wispy. Tại sao mọi người cứ thích ao cái wispy để mà làm cho mọi người á, là tại vì khách hàng đến mẹ cũng thích wispy, con gái út cũng thích wispy, con gái lớn cũng thích wispy, và nguyên cái gia đình đến đây thì ai cũng thích wispy hết. Even là thường thường wispy là mình phải làm mi mà mi dày và khỏe, nhưng mà hôm nay thì mình có lý do mình làm cái này là với một cái mi yếu, không có phải là yếu đâu, ý là thưa thôi, nhưng mà mình vẫn làm được. Thì Ngân sẽ show cho mọi người nhé. Thì Ngân mới rebrand lại cái phòng này, mọi người thấy có dễ thương hơn chút xíu nào không? Nó hơi bị rộng đó nha. Ok, let's bring our customer down. Cho khách cho mọi người coi cái bộ mi mình đã làm rồi nha. Một mắt làm rồi và một mắt chưa có làm. Thì mọi người sẽ thấy được là con mắt của khách sẽ có một con mắt to và một con mắt bé nhỏ. Ok. Mọi người thấy không? Đây là cái cọng dài nhất là mình sẽ làm đến 15, và những cái cọng ngắn thì mình sẽ làm 10, gọi là từ số 10, 11, 12, 13, 14, 15 mình mix vào chung hết thì mới tạo ra được một cái này. Và mình có một đưa một ít chút xíu gọi là một chút xíu nó gọi là Galaxy Lash. Galaxy Lash là một cái dòng lash mà nó có mix đủ 7 màu luôn. Thì bên mình có màu mỗi mix mỗi màu, nhưng mà có một cái loại là mình sẽ mix 7 màu lại với nhau luôn. Good thing about cái ghế này là khách hàng họ có thể nằm lên đây mấy tiếng mà họ không có comment. Nhưng mà bad thing là nếu mà mọi người không có đóng cái bựng á thì cái người thợ sẽ rất là mệt nha. Vậy thì hôm nay Ngân sẽ hướng dẫn mọi người làm cái dùng mi là mi B 0.5 và cái mi Galaxy là cái mi nhiều màu như vậy nè, thì mình sẽ mix lại với nhau. Thì bây giờ mình sẽ show mọi người cái cách mình vệ sinh. Thì khi mà mình vệ sinh một cái bộ mi mới á, thì cổ đến thì tụi Ngân đã tháo nguyên một cái bộ mi cũ của cổ rồi để làm một bộ mi mới. Ok. Nhưng mà Ngân vẫn giới thiệu lại cho mọi người cái cách mà mình vệ sinh đó. Thì khách hàng vô doesn't matter, nhìn sạch hay là bẩn, mình vẫn phải vệ sinh lại như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình muốn nó bền hơn. Và nhiều lúc một chút xíu cái này cái kia nó cũng có thể có làm cho mi không có được bền đó. Đó, thì nước này sẽ là nước muối sinh lý nha mọi người, nó gọi là saline solution. Gel pad. Có nhiều lúc thì mình sẽ phải cắt cái gel pad, nhưng mà có nhiều lúc mình sẽ không có cần phải cắt cái gel pad. Mắt của cổ thì mình không có cần cắt là tại vì không có phải thuộc dạng mắt sâu, gò má cũng không có cao, cho nên là gel pad không có cần phải cắt kính chút kính chai. And close. Ok. Dán thường thường dán thép chỉ là một cái dán cho có thôi, chứ còn cái dán cái dán gel pad là dán cho có thôi, nhưng còn dán cái này mới là cái quan trọng nè. Tại vì cái gel pad mình không có muốn nó quá sát với mắt, sẽ gây những cái trường hợp như là bị gel pad nó vô mắt làm cho khách mắt bị dị ứng. Đó, cho nên là cái quan trọng là mình chỉ gắn cho pad để chia cái mi dưới ra thôi.
Ghế nằm để làm mi mắt không chị? À, loại này thì 1.200 mà Ngân mua sale còn có 600 mấy thôi. À, mọi người có thể để một miếng giấy lên cái nắp, cái phần chân mày của khách như vậy để cho lát nữa mình gỡ cái cho phát ra đó sẽ dễ dàng hơn ha. Đó. Rồi, làm thì lúc nào tụi Ngân cũng nhớ để apply primer hết. Step by step. Cái này là primer của mình. Mình apply vừa vừa thôi nha, và mình sẽ tuyệt đối là không có apply lên cái phần da của khách. Thì một bộ mi này nó khá là mắc nha, thường thường là nó nằm dao động từ 160 đến 1 đến 200, 250 depend on location. Thì cái gì có tiền mà không có lượng thì hơi tiếc ha, cho nên ráng. Okay. Ngày hôm nay Ngân sẽ sử dụng dòng keo Sea Glue. Lý do là tại vì khi mà Ngân làm fan á, thì Ngân thích sử dụng cái dòng keo này, nó khô nhanh. Và bỏ trong cái nút keo như vậy. Nhíp thì Ngân sẽ sử dụng cái nhíp là L45. Cái này là L45, nó gãy chút xíu như vậy. Và cái nhíp Silver của bên Ngân. Lông mi của cổ khá là dài, để Ngân đo cho mọi người coi nè. Lông mi của cổ phải là 13mm. So very long, right? Ok, mình sẽ lấy điểm mấu nè. Một điểm chính chứ. Thường thường ở đây thì mình phải đi hai cái này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy số 15. Đằng trước này thì mình sẽ lấy số 13. Ok. Đặt vào. Và hiện tại Ngân đang xài đồ cong, đó là đồ cong bi nha, Ngân không có xài đồ cong si. Lúc mà mình lựa để mà làm những cái điểm nhấn này nè, thì mình phải lựa cái cọng lông mi nó thật là thẳng. Chứ đừng lựa cái cọng lông mi nó lệch, nó cong, nó khó đặt vô lắm. Mình làm 15 ha. Kế 15 mình sẽ làm 13. Ngân mới đi lớp ở Atlanta về, và tình hình thì không biết là ở một chỗ của mọi người như thế nào, nhưng mà Ngân thấy phi trường đa số bây giờ khá là vắng. Khá là vắng rồi đó.
Nhưng mà mình có thể bảo vệ mình bằng cái cách là mình có thể cầm sanitizer, hand sanitizer everywhere mình đi. Tự ngân đi là cứ chùi hết chỗ này qua chỗ kia. Cứ một hộp cái giấy quá phát là mình cứ clean up everywhere mình đi, rồi rửa tay thật là nhiều. Mọi người cứ đừng có sợ nó quá, nó không có nhiều bệnh lây dễ chết lắm. Nói chung á, cái corona này tại sao người Mỹ họ không có sợ là tại vì người Mỹ họ nói rằng là cái này là thằng nào yếu yếu mới sợ thôi, chứ mà sức khỏe tốt này nọ thì không có phải lo. Và họ thì người Mỹ thì họ rất là chăm cho cái sức khỏe của họ ha, nên là họ tin là không có đáng sợ, nhưng mà người Việt Nam mình vẫn sợ. Rồi bây giờ Ngân sẽ xen kẽ vào cái số 13 nha mọi người. Ok, Ngân sẽ xen kẽ số 13 vào. Đó. Lúc đầu thì mọi người sẽ rất là khó tưởng tượng để làm sao nó ra được cái bộ wispy phải không ạ? Thì một nửa con mắt đã xong rồi thì mọi người cũng dễ tưởng tượng hơn ha, dễ dễ nghĩ nó ra hơn. Bởi vì nó ngắn nó dài cho nên người ta mới gọi nó là wispy, nó không có imperfect form. Và thực sự thì bây giờ không những là mấy cô bé mà trẻ trẻ như vậy thích đâu, mà là đa số là những người mà lớn tuổi hay là có tuổi chút xíu họ cũng thích chạy theo trend vậy đó, là tại vì đã là trend mà tại sao không thích được đúng không? Cô giáo khỏe không kìa? Cô giáo khỏe, bạn đâu vậy? Bạn Hành Lương. Những điểm chuẩn là 15 hả chị? Đúng rồi, em là 15. 15 xong rồi em làm 6 điểm chuẩn là 15. Kế tiếp đó là em làm ở giữa xen kẽ đó là 13. Ok. Rồi, bây giờ chị sẽ làm cái fan 14 của Hai chị Mỹ Linh. Galaxy này hả? Bởi vì Ngân làm 14 cho nên Ngân sẽ chọn cái layer dưới cùng để Ngân đặt nó. Nó rất là dài. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ đặt nha. Mia quay cái cách chị làm fan á, tối nay làm chủ yếu là làm fan tươi. Cho nên là sẽ show cho mọi người chủ yếu nhiều về cái kỹ thuật mình đặt fan thôi ha. Mình làm fan. Play cái cọng lông mi vô như thế nào. Mình tán đều cái màu ra nhé. Tạo fan đã dễ một phần nhờ cái nhíp, và cái nhíp này nó mệnh danh là cái nhíp thần Nhất thánh. thần thánh. Tại vì sao? Tại vì nó làm được nhiều thứ lắm.
Tại vì cái Mi Galaxy này là Mi 0.07, cho nên Ngân chỉ làm được 5 đến 6 fan thôi. Còn lát nữa Ngân sẽ sử dụng cái Mi 0.05, cho nên Ngân sẽ dùng tới 90 cộng luôn Mi để mà làm fan cho nó dày một chút xíu. Tại vì thực ra thì Mi cổ khá là khỏe nhưng mà lại không có nhiều, cho nên khó mà ra được một bộ mi dày nếu như mà mình không có dùng cái mi 0.05 để sử dụng nhiều cái fan á. Cô ơi, sao em lấy 3 cộng cứ không được, chị em với, cảm ơn cô. Em này có phải học viên của mình không? Tên gì? Hằng Lương à? Có khi nào là mình ngày xưa lúc mà Ngân học lén á, Ngân ở nhà Ngân tạo fan nó rớt hoài à. That's why mà Ngân không có dạy online bao giờ đó, là tại vì video hướng dẫn rất là tận tình của nhiều người lắm nhưng mà vẫn làm không được. Đến lớp cô giáo cầm cái tay cái làm được liền. Ok, so tất cả nhận định chính của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái số 10 nha. Thì mình sẽ đi một dòng số 10 từ đầu đây qua, 11 dòng qua, 12 dòng qua là mình đã xong rồi. Nghe đơn giản không? Quá đơn giản. Quá đơn giản. Hút 200 đơn giản không? Thì bây giờ mình sẽ làm Mi 8, Mi 9 đi nè. Tại vì Việt Nam không chỉ nhiệt tình như chị vậy đâu. Cảm ơn chị nhiều lắm. Quá cảm. Nhấn vào kêu nè. Mọi người thấy mình mới play một cái fan rất là nhiều đi vào không? Ok. So, cái Wispy này mấy bạn sẽ hỏi rằng là có công thức không? Nó có công thức nhưng mà nó có khoảng chục cái công thức á, chứ không có phải là nó chỉ có một công thức đâu. Thì cái này Ngân show mọi người chỉ là một trong chục cái đó thôi ha. Rất là nhiều công thức để nối ra được một bộ Mi Wispy. Và tại sao mình gọi nó lại là công thức là tại vì khi mà công thức nó giống như là cái direction cho mình vậy đó. Nếu mình có cái công thức rồi thì mình áp dụng vô là nó rất là dễ. Rồi thường ngày thì mọi người sẽ thấy Ngân làm Mi pre-make fan. Lý do gì mà Ngân làm Mi pre-make fan, hôm nay Ngân lại làm fan tươi. Ok. Cái pre-make fan nó sẽ bị rất là bị hạn chế. Cái hạn chế lớn nhất của nó là hạn chế về cái số lượng fan. Bị hạn chế về cái số lượng fan là sao? Có nghĩa rằng là mọi người mua 3D á, giống như bên Ngân có từ 3D cho đến 8D đúng không ạ? Thì 3D tất nhiên là giá khác mà 8D thì giá khác. Có nghĩa rằng càng nhiều đi thì mình lại càng mất tiền. Thì Ngân cũng đi dạy, Ngân cũng nói với học viên Ngân á, là mình phải học tạo fan. Cái học viên mới nói cô ơi khó như vậy, tại sao mà không cho tụi em xài luôn cái fan sẵn, có bán được nhiều tiền. Nên nghe cũng ham đó. Nhưng mà thực ra là khi mà mình tạo được cái fan á, mình feel confident đó, mình feel mình là một cái level khác rồi, mình high level rồi. Đúng vậy. Cho nên là Ngân muốn mọi người có cái feeling đó là ô, mình cũng nằm ở trong cái gọi là audit, chứ không có phải là cứ phải sử dụng cái pre-make fan. Vậy thì Ngân có xài pre-make fan hay không? Nói không thì cũng không đúng đó. Ngân xài cũng nhiều đó, chứ vậy là không xài. Ngày mà chạy đi cỡ 12 khách là đến khách số 8 là phải xài rồi. Đuối lè lưỡi rồi. Ok. Mọi người thấy tạo một cái fan nó khá là dễ. 2, 4, 6, 8, 9. Giống như đây là 9 đi đi ha. Thì lúc mà mình tạo fan á, mình có thể sử dụng những cái thickness, là những cái độ dày khác nhau để mà tạo fan.
Càng mỏng thì mình sẽ sử dụng nhiều cái fan hơn. Đó. À, cái dòng keo mà Ngân đang xài đó là dòng keo Sea Glue, cho nên mọi người thấy Ngân play nó vô một cái là nó xòe cái fan đúng không? Một phần là Ngân có tạo cái độ ẩm ở trong phòng earlier rồi, tại vì hồi nãy lúc mà Ngân làm một cái live ở cái video khác ở trang bên trang Advent á, thì Ngân lúc mà Ngân đặt vô cái fan của Ngân bị đóng hoài, Ngân mới mở cái máy tạo độ ẩm lên. Cho nên là keo đã là một phần, nhưng mà mọi người phải có cái máy tạo độ ẩm cạnh bên để mà làm fan nhé. Nó là light saver của mình đó. Thường học quá Ngân chỉ có dạy online cái mi chùm thôi, tại vì nó dễ, mình không có cần phải tách mi, mình không có phải cầm tay học viên, họ vẫn làm được. Nhưng mà nói Ngân chả nhiều tiền cỡ nào mà nói Ngân dạy mấy cái lớp mà classic volume này mà online Ngân không dạy đâu. Cho nên chỉ online mà chỉ miễn phí cái kiểu này thì Ngân chỉ, nhưng mà nói Ngân dạy lấy tiền Ngân không có nhận được, là tại vì it's hard, nó khó lắm. Ngân có lấy mấy cái khóa online nhưng mà lấy để coi người ta dạy thế nào thôi, chứ không có không có worth, nó không có worth it. Rồi mình xong cái hàng số 10 rồi, bây giờ mình sẽ đi qua số 11 nha. Thì tất nhiên là cái mi càng dài thì tạo fan càng dễ. Mọi người có ai có câu hỏi gì cho cô Ngân không ạ? Mọi người có thấy cái thế đặt mi của Ngân không? Cái fan tươi này tại sao nó lại bền và tốt hơn cái pre-made fan, là tại vì nó chỉ có một lần keo thôi. Có nghĩa rằng là chỉ có một lần keo mình nhúng cho tất cả những cái cọng đó lại với nhau, cho nên cái chân keo của nó sẽ không có bị dày. Nó sẽ không có bị dày. Còn pre-made fan thì nó đã có một lần keo rồi, cho nên lúc mà mình nhúng lại á, mình nhúng chỉ có đủ thôi. Nếu mình nhúng có quá dư á, thì nó sẽ bị cao chân keo và nó sẽ không có được đẹp nữa. Và phanh tươi mọi người để thấy, để ý một cái là Ngân play nó vô là Ngân phải hold cái nhíp một chút xíu nhé, chứ không có được thả ra liền, tại vì thả ra liền là cái fan nó sẽ chụm lại với nhau đó. Thì mọi người thấy Ngân làm cái mi wispy sử dụng mi cartoon hay là black rose rồi phải không? Khi mà mình sử dụng những cái mi như vậy để làm nó rất là khỏe, là tại vì nó đã phối sẵn cái độ độ dài vào một cái len mi rồi, mình chỉ cần việc mình ngắt nó thôi. Còn cái này thì mình phải phối từng từng size mình phải nhớ là mình đã làm cái gì và mình chưa có làm cái gì á, chứ không là nó sai liền. Thì khi mà sử dụng, bạn nào mà muốn làm dễ dễ chút xíu thì có thể sử dụng cái mi cartoon hay là black rose để mà làm cho nó dễ. Mọi người biết fan nó mắc lắm đó nha, cho nên là tạo, với lại không có hẳn không không mà tụi Ngân lại làm được cái fan nó dễ dàng như vậy đâu, do chất lượng mi nữa đó mọi người. Có những cái mi nó bị dính màng lại với nhau á,
cho nên là người ta sẽ không có tạo được cái fan. Còn riêng cái mi của bên Ngân mọi người thấy không, không có cần chải luôn, ngồi cầm tua một cái là nó ra rồi. Thì do cái chất liệu mi là nó rất là mịn và tơi, mà nó không có bị kéo sợi, cho nên là có nghĩa rằng là không có bị màng sợi nó kéo lại, nó dính lại với nhau á, nên khiến cho cái mình tạo fan rất là dễ, không có bị problem nhiều. Hồi đầu năm bên Ngân soạn kho dục hết 1,000+ hộp mi mà có nhiều đợt làm mà bị nó kéo sợi á, dục lần 1,000+ hộp lận á. Vậy thì Ngân sẽ show mọi người cái cách làm fan nha. Gấp nè, đặt xuống nè. Ngân vừa cầm phone vừa quay cho nên nó hơi bị rung đó, mọi người thấy không? Chỉ cần tuồn cái vậy thôi. Mi good, nhíp good thì chỉ có cần việc là tha hồ mà tiếng ta ha, tiếng đánh ta. Play it in. Khi mà độ ẩm nó tan đi rồi á, nó chạy đi mất rồi thì cái fan nó sẽ bị đóng lại như vậy. Cho nên là Ngân đang mở một cái máy tạo độ ẩm để tạo thêm cái hơi nước. Thường thì khi mà mình có cái máy như vậy á, mình chỉ cần mở ra lúc mà mình cần đủ, nó sẽ hút cho một thời điểm nào đó, xong rồi lúc mà nó chạy mất rồi á, nó bay mất đi rồi thì mình sẽ tạo lại thêm cái độ ẩm khác. Ngân sẽ xếp cái inner corner lại để lát nữa hướng dẫn mọi người cái cách nối inner corner nhé. À, khi mà một cái line nó hết này thì mình sẽ xé nó ra, sau đó mình sẽ bỏ một cái line mới vô. À hả,
Thì cái tray này nó very convenient là tại vì khi mà tụi Ngân xài á, Ngân cần cái tray số nào thì Ngân sẽ lấy số đó, mà riêng Ngân thì Ngân phải cần sử dụng gần 20 tray á. Ngân xài rất là nhiều cái tray như vậy tại vì Ngân không có muốn waste cái mi của Ngân mỗi lần cái mi của Ngân đem ra, Ngân không có muốn cứ phải gỡ ra gỡ vô, nó rất là lâu công và nó tốn thời gian nữa. Cho nên tụi Ngân sử dụng được cái last box organizer, nó very very convenient. Cái gối kê có bán không chị? À, mình không có cái gối kê. À, cái này thì chỉ là một cái khăn thôi. Cái này chỉ là một cái khăn mình roll lại để cho nó flat ra rồi mình để napkin lên. Chứ không có phải là cái gối đâu. Chỉ có là cái gối thì bên Ngân có bán cái gối để mà sử dụng cái giường á. Thì có. Còn riêng cái ghế này thì mình không có sử dụng cái gối mà tụi Ngân bán nhé. Tại vì bên Ngân sử dụng cả giường, cả gối, cả giường. Tại vì có những cái phòng là tụi mình xây giường, có những phòng tụi mình xây ghế. Depend on khách hàng họ thích cái nào thôi. Và tất nhiên thì khi mà mọi người sử dụng cái ghế recliner thì cái xác suất mà cái này nó bị dốc quá, mình không có để được đồ thì rất là cao. Cho nên không có gì design nữa, mọi người mình người chỉ cần roll cái napkin lại, cái khăn lại như vậy, sau đó bọn từ từ giấy lên là nó bằng lại thôi à, không có khó khăn gì hết. Khô nữa ra. Đủ ra đủ độ ẩm ra. Khi mà mình đủ độ ẩm là mình bỏ cái keo vô là nó sẽ rớt ra luôn nha mọi người. Có nghĩa rằng là nó khô nhanh quá mức á thì mình sẽ tắt cái máy đo độ ẩm, tạo độ ẩm đi. Mình phải play với nó như vậy đó. Cho nên khi mà Ngân làm cái mi fan tự tạo á thì rất là khó để mà ngồi chung với những cái bạn khác mà làm chậm hơn mình chung một cái phòng. Tại vì mình cần cái độ ẩm khá là cao, cao hơn nữa so với các bạn khác. Mà trong cái đó mình cứ đẩy cái độ ẩm cao lên như vậy thì có những cái người chậm tay chậm chân hơn mình á, họ ngồi chung phòng với mình là họ sẽ bị affect bởi mình. Là tại vì cái keo nó quá nhanh khô đi mà người ta đang bị chậm tay. Mà cái keo cứ khô như vậy thì bỏ vô chưa kịp khô nó đã bị bung ra rồi đó. Cái đó rất là khó khi mà mình làm cái phòng chung ha. Cái đó là một cái chia sẻ của Ngân cho mọi người thôi. Thì thường thường thì nếu mà những cái mà phân tươi này nọ thì Ngân cũng hay để qua phòng riêng chứ Ngân không có để làm phòng chung. Thì lúc mà mọi người build mà cố tình build những cái phòng mà 2-3 giường khác nhau thì cũng nên build thêm những cái giường, cái phòng mà một giường thôi. Tại giống như tụi Ngân thì khách mà mang chó này, mang con nít này là phải được vô phòng riêng, ngáy to vô phòng riêng, nói chung là phải có nốt xuống hết á để vô phòng riêng. Tại vì khi mà đi vô một cái phòng chung như vậy thì nó affect những cái người khách khác á. Hồi nãy thì assistant có hỏi là tại sao làm mi này lại phải sử dụng cái beaker. Tại vì thực ra Ngân thấy Wispy mà Beaker nó sẽ đẹp hơn là cái Deaker hay là cái Seaker. Thì mọi người có thấy cái Mi Before đúng không ạ? Có nghĩa là làm xong rồi làm Beaker nhưng mà rất là đẹp. Với lại lâu lâu Ngân cũng phải làm fan tươi. Biết là khó nhưng mà vẫn phải làm fan tươi là tại vì nhiều bạn cứ coi livestream của Ngân, nó cô Ngân đâu có biết tạo fan đâu, toàn xài phỉ make fan không à. Là tại vì cô Ngân support cái group mà thường thường ngồi coi mình là không có khả năng đi học với cô Ngân. Cho nên là cô Ngân phải support cái nào dễ dễ chút xíu, chứ cứ chơi mấy cái mà nó khó quá thì người ta không có cảm thụ được nó và không có làm được thì mình cũng giống như là show cái công cốc của mình á.
Đó. Thì mọi người nếu mà tắt mi mà có prop mà đặc biệt là ngồi với cái ghế recliner chair này nữa thì nên sử dụng cái nhíp tạo nhíp eo 45 như vậy để mà kiếm mi nhá. Lý do là nó sẽ giữ xuống này và nó giữ đây luôn. Còn lúc mà mình sử dụng những cái nhíp đầu nó thẳng á thì lúc mà mình quay qua quay lại cái mình mất mi mất tiêu rồi. You know what, Mia? Maybe it's have a problem again when they tap question and you don't see. Remember? Nãy giờ cầm cái phone lên mà nói ủa sao lạ mọi người chẳng ai hỏi mình gì hết vậy, thì ra là cái phone nó không có show lên những cái câu hỏi. Sorry mọi người. Đó mọi người thấy không, khi mà keo nhanh khô là vậy đó, nhúng keo một cái chưa kịp làm chưa kịp đưa vô một cái là nó đã khô rồi, cho nên là mình phải control cái độ ẩm cực kỳ kỹ nhé. Có bán cái đồ đã tạo fan không? Cái À, đồ đã tạo fan là cái keo có cái keo mình có cái double tape nha, có 10 đồng mà xài quá trời lâu luôn đó mọi người. Mình dùng keo gì để tạo fan vậy? À, khi mà Ngân làm fan tươi thì Ngân thích sử dụng cái keo gọi là sea glue nha mọi người. Nó là sea glue, nó khô cực kỳ nhanh và nó cực kỳ lỏng luôn, thì nó sẽ khô nhanh và lỏng nữa, cho nên làm cho cái chân của mình mịn màng lắm, dễ chịu lắm. Miếng silicone tạo fan có bán không Ngân? Chắc là cái băng keo, chắc mọi người đang hỏi về cái double tape á. Có chị bên em có bán cái Ở đó. trên website đó chị. Nhiều lúc mọi người thấy Ngân tạo fan dễ và về tạo không được rồi đừng chê Nguyên băng keo dỏm nha. Mình phải có kỹ thuật mới làm ra được á. Xoay cái khô hướng này một chút xíu để mình thấy cái cách nâng tạo fan. Ồ, bữa nay trà miếng nhiều cô giáo quá à. Nhưng mà không sao, cô nào cũng để lại ấn tượng tốt cái trà mi là mình mừng lắm rồi. Cũng nhớ cha mi lắm, so sweet luôn, đã đẹp rồi còn sweet nữa, ai chịu cho thấu. Thích nhất giọng nói của Ngân. Cảm ơn chị. Cái này là cái giọng lên livestream thôi, còn chồng Ngân lúc nào cũng chọc nói là anh sẽ recording cái giọng nói lúc mà em chửi anh. Anh bỏ lên cho mấy ngàn người kia coi. Cho họ biết bộ mặt thật của em. Nói ồ yeah, mặt em thánh thiện quá mà. Anh cứ làm đi. Chơi gì chơi hù không. Lần đầu đi học mình mua những gì vậy chị? À, lần đầu đi học thì công ty đã cho mình cái bộ kit rồi. Basically nó có keo, gel pad, everything. Còn nếu mà mình mua thêm thì chắc mua thêm vài thứ nữa. Chứ học bên Ngân thì tụi Ngân cho nhiều lắm. Bộ nhíp cũng phải là bộ nhíp 100 đô. Mi thì có đủ 3 loại nhưng mà không có phải là loại nào cũng dư dả quá nhiều, mình cho đủ để mình xài, mình tập. Có riêng thứ mọi người cần phải mua là mua thôi, mua mi thôi. Còn ba cái accessory thì mua cũng được, không mua cũng được, nhưng mà nhiều chị thì thấy cô giáo xài cái gì thì cũng thích cái đó vậy đó. Nhiều chị đi học về ghiền quá, mua supply hết mấy ngàn luôn. Mua mà cô giáo phải cản luôn. Mua mà không cho mua nữa. Mua hết hàng của người ta.
chị hỏi, muốn học lớp gắn mi này thì bao lâu và giá cả sao vậy em? Dạ, lớp của em là 1.600 3 ngày, including luôn cả sản phẩm. %, mua sản phẩm của công ty, cho nên là học một lớp lợi rất là nhiều. Yeah, học xong lợi dữ lắm á. Yeah. Thấy mấy chị học viên ở xa, ở mấy nước khác về đến học á, thấy rất là thương luôn, nói là vận chuyển nó xa lắm nên cô cho em mua đi. Mua lần mấy ngàn mình cạn quá trời, nó thôi lông mi thôi mà chị, nó không lông mi nó không hết hạn, cho chị mua đi. Thực ra đúng là lông mi nó không có hết hạn, nhưng mà mọi người phải biết cách bảo quản nha. Ví dụ như là mi này nè, nó sẽ, nếu không mở ra thì thôi, nhưng mà mở ra nó sẽ mất cái độ cong. Cho nên là mình cần những cái box, những cái đồ mà để storage nó cho nó kỹ một chút xíu. Có một cái mà người không có khuyên mua thôi, đó là keo. Mình đừng có bao giờ mua keo mà dự trữ quá nhiều nha. No good. Còn nếu như mà chị nào mà muốn mua nguyên bộ từ A tới Z hết á, thì Ngân nghĩ là cũng phải tính tiền ngàn đó nha. Tại vì mọi người mà mua cái đồ dỏm dỏm xong rồi, Ngân thấy giống như nhiều người cứ nói á, chị hồi trước chị cứ mua lên Amazon, chị gặp gì chị mua đó, một cái tiền mua chơi chơi thử cho biết á, thấy rẻ, gom lại cũng quá trời, nhưng mà về lại làm không có được. Đừng chơi trò đó nữa, nó waste lắm. Em thấy cái mà tốn tiền nhất mà wasteful nhất là cái gel pack ở trên Amazon. Cũng có vài cái xài được, vài cái thì gây dị ứng cực kỳ mạnh. Hai chị Lily, chị Lily lại vô nữa. Lily là bạn Atlanta mình đó. Yeah. Hả? Oh, hi Lily. Hôm rồi hên quá à, dẫn nhau đi ăn ăn giặt mà không có bị Tào Tháo rượt. Mà chỗ đó ngon á. Mình mua bao nhiêu thì mới có được cái hộp đựng fan tạo sẵn, lần trước có mua và được tặng mình rất thích. Ồ, cái này là phải hỏi cái anh shipper, chắc là anh nào thấy cái tên chị nào dễ thương ảnh tặng hay sao em không biết. Em cũng không có rành nữa. Cái này là bên ship, bên dạ, bên sale department. Nhìn cô Ngân vậy chứ bây giờ cô Ngân chẳng có giờ để làm cái gì nữa hết. Mỗi lần mà hỏi mình bay mấy giờ, bay cũng không biết là mình bay mấy giờ, rồi sale cái gì trong inventory hay gì cũng không có biết luôn, tại vì bận quá. Cho nên bên công ty có rất là nhiều nhân viên, nhân viên chuyên tư vấn, nhân viên chuyên packaging, rồi có cái vụ mà hàng ổn hay không ổn cũng có người kê luôn rồi. Nên nếu mà có lỡ có chuyện gì, mọi người đừng kiếm cô Ngân đòi nợ nha. Khi nào mới có lớp vậy em? Lớp thì tháng nào em cũng có lớp hết. Tuần nào cũng có chứ không phải tháng nào. Tháng nào cũng có lớp ở Dallas hết. Nhưng mà lớp ở các tiểu bang khác thì khoảng 3-4 tháng em mới về lại một lần, là tại vì có quá nhiều tiểu bang để cho Ngân đi. Cho nên là Ngân thường hay không có về được thường xuyên ở các tiểu bang khác. Mọi người thấy là mi của cổ rất là thưa ha, mà Ngân đã làm nên nhìn đậm rồi nè. Cái lý do đậm là thứ nhất do mi. Cái mi 0.05 đa số thì sẽ bị xanh và bị nó không có good material cho lắm. Thì Ngân sẽ so sánh cho mọi người biết cái mi cũ của Ngân và cái mi mới nó như thế nào nè. Thì Ngân chấp nhận chịu lỗ bấm bụng dục hết cả mấy ngàn hộp để đưa một cái chất lượng mới về nó tốt hơn. Nhưng mà chị nào, cái này thì dành cho mấy người mà biết tạo fan thôi nhé. Bạn nào mà không biết tạo fan đưa cái này về không biết nuôi làm sao cho nó hết mi đó nha. Mình sắp xong rồi, nãy giờ còn câu hỏi nào nữa không em? Ngân có lớp nào dạy ở Philadelphia không em? Ờ, cuối tháng 3 này chị, đúng lúc quá.
Tại vì tức cười một cái là Ngân mới có lớp ở đầu tháng 2 ở Tam Pà. Ngân vừa dạy xong thôi, chắc khoảng 10 người vô hỏi: "Em ơi, chừng nào có lớp ở Tam Pà lại dạy? Chị bị miss cái lớp của em rồi, thế này thế kia." Rồi xong nha, đó là Tam Pà. Rồi Ngân đi Ohio về, Ngân đi về Ohio. Vừa dạy xong Ohio đâu cũng một chục chị nữa nhắn tin hỏi, gọi điện thoại quá trời, nói chừng nào em về nữa. Em mới về tuần rồi luôn. Rồi bây vậy. giờ đi Atlanta. Cũng vậy. Exactly, ngày hôm nay nhân viên của Ngân nói: "Chị ơi em mệt luôn á." Hỏi Atlanta không? Không biết sao mọi người bị trễ hơn một chút xíu nha. Người phải chịu khó theo dõi trên website vì tụi em hay update lịch học, lịch dạy ở trên đó. Thì tháng 3 của Ngân bây giờ là sẽ có một lớp ở Dallas. Vào bỏ tuần tới là Spring Break ha, thì tuần tới nữa là sẽ lớp ở Dallas nè. Rồi sau đó Ngân sẽ có lớp ở Philadelphia. Kế tiếp thì lại là Gì nữa không nhớ? Cherry, Dallas, New không, Jersey. New Jersey and Philadelphia is one đó. Oh yeah. Philadelphia và New Jersey Cherry Hill là một đó nha mọi người, tại nó là border, nó cách nhau có 15 phút à. Có vậy ở Melbourne, Úc không chị? Mới được dụ về Canada. Canada Giờ vũ ở Úc nữa. cũng mê lắm á, bạn nào mời không Ngân đi liền, Chị nào tài trợ cho cô Ngân đi. hốt lớp chứ không phải tài trợ, hốt lớp đi Ngân đi cho. Có bao giờ chị về Buffalo không chị? Buffalo ở đâu? Chị không biết nè. Ok, sau khi mà Ngân bỏ cái thép ở đây nè, mọi người thấy Ngân gỡ ra nè, dễ dàng không? Và chân mày của người ta sẽ không có bị hư nữa. Và bây giờ thì Ngân sẽ hướng dẫn mọi người gấp nối góc mi nha. Bây giờ Mia sẽ cầm phone cho mọi người coi cái cách nối góc nè. You have to do it careful. Ok, góc mắt á, thì nó sẽ có hai cách nối. Một á, nó rất là dễ nè. Đó, mọi người thấy không? Dùng tay mình stretch nó ra. Hướng này em. Em cầm vậy là chị hết cái view để mà quay ra nhỏ. Một tay em cầm ba cái phone đó chị. Bỏ xuống. Nhỏ này. Nó cầm quá trời. Buffalo ở New York. À, vậy thì qua Atlanta chắc được. À, gì? Qua gì đâu? Qua New New Jersey. Mọi người biết có một cái không? Muốn nối cho thiệt là đẹp á, và cực kỳ dễ nữa nha. Cái này là làm biếng, mà là làm biếng đúng lúc đúng chỗ luôn á. Nối pre-make fan cho cái góc mắt. Ok, mình có thể cầm này, mình spread nó ra như vậy. Sau đó mình chỉ cần bỏ cái pre-make fan vô thôi. Ngân thích nối pre-make fan ở đây lắm, là tại vì khi mà mình tạo fan á, nó hay bị cộm. Khách mà hỏi là nối mi này giữ được bao lâu thì mình trả lời sao chị? Thường thường mi này nó sẽ bền từ 4 đến 6 tuần, nhưng mà mình recommend họ quay lại để refill every 2 to 3 weeks. Chứ giống như tiệm chị là tính tiền theo tuần, có nghĩa rằng mày đi bao nhiêu cũng được, quay lại trả thêm tiền thôi không sao hết. Mà Cho nên là đi quá 5 tuần là mình phải đúng rồi, khi tính tiền mà bộ khách mới. mà quay mà đi 5 tuần á thì mình quay lại là bắt buộc, cái đó là tháo ra làm bộ mới, cái đó cho free tháo, cho dù còn mi cũng phải tháo, cũng làm bộ mới, tính da bộ mới. Ok, cái này là trong trường hợp nó ít mi. Vậy thì trong trường hợp mình nhiều mi á, mình spread nó ra như vậy và từng cái cọng mi nó không có sâu thì làm sao? Thì mình có thể sử dụng cái thép mình dán ngang như vậy nè. Mình có thể cầm vậy nè, đó, đặt ngang và kéo ngang vậy. Ok, nó sẽ rất là dễ dàng. Tại vì có nhiều người mi nhiều đến nỗi mà mình spread ra như vậy nó đâu có tách ra đâu. Em phải để cái tay nó bị bloody. Rồi sau đó mình có thể tách ra rất là dễ dàng ha, tại vì mình đã thép cái này lên đây rồi.
cô Ngân nói lại giá cho mọi người đi, bộ này mình lấy bao nhiêu? Bộ này mình suýt lấy là từ 150 cho tới 250 nha. Nếu mà rẻ hơn 150 là chua lắm. Còn nếu mà feel thì sao ha? Feel thì 2 tuần thì rẻ nhất là 65, cao thì có thể là 90. Thường volume khách của Ngân đi 3 tuần thì nó là 80 đồng. Ừ. Cho 3 tuần. Vô làm nhiều lúc cũng trên dưới 1 tiếng. Đó. Mọi người đừng có try to thấy cái cọng mi nào là nối cái cọng mi đó nha. Tại vì sao? Tại vì góc mắt nó không có giống như bên ngoài. Mình kéo ra thì nó văng ra vậy, nhưng mà mình thả ra thì thả cái thì nó dùng lại, cho nên nó sẽ bị cộm. Ok, bây giờ là mình đã xong bộ mi rồi. Và Ngân chắc chắn rằng mắt của cô sẽ bị đỏ. Lúc mà mi nó bị đỏ như vậy thì mình sẽ có giải pháp là mình sẽ nhổ nước nhỏ mắt vào. Sorry mọi người nha, tay Ngân ghê quá, Ngân không có giờ luôn á. Cứ bay liên tục, rồi về đến nơi, rồi lại khách, rồi bay, rồi về khách. Rồi cứ biết là mỗi lần làm live như vậy cả mấy ngàn người coi, nhưng mà cầm tắt vô ấy nấy, không thể nào làm gì hơn được nữa. Đẹp không chị Lily? Chị Lily kêu quá đẹp. Quá đẹp. Nhớ Lily quá à. Ừ. Đang pha lóng nữa không chị? Làm xong thì mình có thể spray. Mọi người biết cái này là cái gì không? Cái này là toner nha. Tại sao lại dùng toner mà sự ít thôi? Cho khách thơm da. Làm mi xong còn đẹp da nữa. Nhưng mà bỏ toner vô ít thôi, đừng có bỏ nhiều. Cái này là toner. Cái này là toner 100%. Cái này chứa thôi. Xài sang. Ok. Một cái mình có thể không thể thiếu đó là cái quạt cabinet. Can you please hold the central side for me? Mi đó mình bán sao? Bộ mi bao nhiêu? Mi này rẻ lắm, mi này một hộp có 10 đồng. 10 đồng bạc. Ngân có dùng hai cái loại mi trong cái bộ mi này, đó là thứ nhất đó là mi B 0.05 từ size 10 đến size 15 là Ngân xài cho cổ, và Ngân xài mix thêm một phần nữa đó là cái mix của Galaxy ha. Cái này là mi Galaxy. Galaxy là gì? Nó giống như là Galaxy vậy đó, nó đủ màu vậy nè. Đó, it's a kind of fun. Ngân sẽ go từ ở bên dưới cho mọi người coi. Đó, that is how it looks like. Mọi người thấy không? Đẹp thật sự. Đó, thì một cái bộ phanh tươi như vậy thì mọi người nhìn vào là không có thấy chân ở đâu luôn, không thấy chân keo gì hết á, là tại vì mình tự nhúng có một đợt keo à. Đó. Mấy cái fan là tiệm nó rớt luôn. Nó rớt thành nó mà già luôn cũ. Rồi, Tiff, can you please open chai? Alright. So as you can see that làm xong thì khách hay bị đỏ mắt như vậy ha. Cấm cái đầu chị cứ. Oh, sorry chị. Mọi người thấy nó sẽ bị đỏ vậy nè. Thì đối với khách mà bị đỏ mắt á, mình có giải pháp đó là mình sẽ nhỏ cái thuốc nhỏ mắt vô. Mọi người thấy xài sử dụng cái đồ bọc cong bi ha. Đồ cong bi nè. Đó. Cho nên đồ cong si nó sẽ không có đẹp bằng đồ cong bi. Khi mà mọi người học được cái cách mix
cái cur này nè. Ồ, chị để bên kia rồi. Thì bởi vì cô đã cho phép Ngân sử dụng cái mắt bên kia rồi, cho nên là Ngân không cần phải hỏi lại nữa nhé. Mình nhỏ xong thuốc nhỏ mắt là mình giữ cái tay như vậy, tại vì khi mà người ta nhậm lại á, người ta nhậm lại á, là chân mi, chân keo sẽ bị ướt, cái đó thì no good, cho nên mình sẽ hold như vậy để cho nó chạy bên trong và nó rất là đã ngứa. Chị Lily trách em sao hôm bữa Mia không dụ mua cái này. Dụ không? Nói cái chuyện dụ đi. Thấy cái nhà này nó Mia đâu kê. Có bao giờ dụ ai đâu chị. Cái này là mi 0.07 Lily làm cũng được á. Trời ơi, bữa nó dậy nhuộm mi nó đổ vào tay nè. Chị Hằng đây nè, Nguyễn hỏi cong bi là cong hơn CC không? Không, nó ít cong hơn C. Có nghĩa rằng là bi rồi mới tới C, rồi mới tới CC, rồi mới tới D. Nên cái này nó less cong nha chị. Cái này fan tạo sẵn thì không có con đồ cong bi này. Đó. Khoảng 5 phút sau nó mới đỡ là tại vì sao? Tại vì mắt của cổ này, mắt bên kia mọi người thấy nó clear rồi phải không? Đó, mắt sau nó rất là trắng rồi nhưng mà mắt này vẫn còn đỏ. Thì trước khi mà làm ra cho khách á, thì mình phải nhỏ như vậy và lát nữa người ta sẽ ok. Đó, rồi, thank you mọi người for watching. Mọi người thấy đẹp không? Comment cái chị đẹp giùm Ngân cái ha. Mẫu cũng đẹp, cô giáo làm cũng đẹp nữa. Mẫu này xinh quá trời luôn. Ừ. Mẫu nè. Mới tay ra, mới tắt ra. Chưa có chụp hình được đâu, mắt còn đỏ. Ừ. Rồi, thank you mọi người nha. Mình có flower lash decor không? Dạ có đẹp chị. Thank you chị Cindy. Đẹp quá. Thank you chị Lisa. Trời đợi mọi người comment xong mình tắt like thôi. Mọi người comment đi cho Ngân nhìn Ngân vui cái đó. Tối thứ sáu là family night của Ngân đó nha. Mà bây giờ Ngân còn kẹt ở đây nè. Mấy đứa nhỏ chắc nó ngủ mất rồi. Đã. Thank you. Kéo lên mà muốn rụng hết tim luôn nè. Em cũng muốn làm quá đẹp luôn chị ơi. Thank Ngân nhiều. Đẹp quá chị ơi. Hello quá đẹp. Trời ơi mọi người hả, tim nhiệt tình quá. Dễ thương quá à. Tiếp nè, kéo tiếp. Quá đẹp. Dễ thương quá. Thank you mọi người nha. Cảm ơn Ngân nhiều. Không có gì chị Julie. Thank you mọi người. Mắt đỡ rồi mọi người kia. Thấy không? Hồi nãy đang đỏ dữ lắm. Bây giờ nó đỡ đỏ rồi. Và lát nữa nó sẽ bớt nhiều hơn nữa. Rồi thank you mọi người. Have a good night. Ai mà thank you like quá đẹp thì Ngân sẽ comment ở dưới lại sau nghe. Nếu mà thấy cái livestream này của Ngân nó hay và bổ ích, please share giùm Ngân nha. Sau các bạn khác có thể các bạn khác có thể học hỏi được từ cái này. Thank you everybody.